Em Báo kính chào quý anh chị đầu tư. Video này em xin được mời quý anh chị cùng sải bước với Em Báo trên đường trục đại lộ 120m của Sun Group và ngắm cảnh quan hai bên trục đại lộ đang xây dựng. Đây chính sản phẩm Boutique Hotel, là một dạng khách sạn quy mô nhỏ từ 10 đến 60 phòng. Các Boutique Hotel luôn tạo ấn tượng bởi các phong cách thiết kế nổi bật, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, hiện đại. Đặc biệt, nội thất, vật dụng trong đó luôn được thiết kế tinh tế và mang hơi hướng nghệ thuật Boutique Hotel, có thể là khách sạn hoạt động độc lập hoặc là một phần nhỏ của các chuỗi khách sạn lớn. Em Báo mời quý anh chị cùng sải bước trên trục đại lộ thế kỷ của Sun Sầm Sơn, rộng 120m và dài 2,6 km. Bên dọc trục đại lộ chính là hàng cây xanh được chủ đầu tư trồng theo quy mô đồng loạt, nhìn rất bắt mắt, khiến con đường dài 2,6 km trở thành khu rừng xanh bát ngát thơm mộng. Boutique Hotel Sun Sầm Sơn được bố trí dọc theo đường tuyến giao thông huyết mạch và cũng là tuyến phố du lịch trung tâm của đại dự án đô thị sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch. Nắm giữ điểm mạnh vượt trội về vị trí, đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững của giá trị bất động sản, sải bước trên đại lộ trung tâm hoa lệ băng qua những dãy Boutique Hotel rực rỡ của Sun Sầm Sơn. Công nhân xây dựng tại dự án sẽ được nghỉ Tết từ ngày 24 âm lịch, tức khoảng 10 ngày nữa là dự án tạm dừng thi công. Chúng ta cùng nhìn lại quá trình thi công từ năm 2021 đến năm 2023 thì Sun Group đã làm được những gì tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Nổi bật nhất vẫn chính là quảng trường biển, là trung tâm diễn ra sự kiện lễ hội của tỉnh và thành phố Sầm Sơn, đã được Sun Group thi công và hoàn thiện đến độ hoàn hảo của một quảng trường niềm tự hào của người Thanh Hóa. Đây chính là các dãy shop house, khu A và khu E, là hai phân khu có số lượng căn lớn nhất quảng trường biển. Bên tay trái quý anh chị đang nhìn thấy là công viên chính của quảng trường, là nơi thu hút khách du lịch đến check-in, tham quan và mua sắm. Hòn trống mái Sầm Sơn là một điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách khi tới du lịch biển Sầm Sơn. Nơi đây phong cảnh thiên nhiên hữu tình, cảnh quan tuyệt vời giúp bạn có những giây phút thư giãn thoải mái. Vào ban đêm sẽ có những bữa tiệc âm nhạc hòa trộn với đài phun nước theo nhịp điệu, tạo cảm giác cho ta thấy đang hòa mình vào một buổi âm nhạc hoành tráng, không kém gì những nơi xa hoa đắt tiền.